Kính thưa các thầy cô chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đại biểu, các bạn đồng nghiệp. Sau đây tôi xin được trình bày một loại bệnh có thể nói là bệnh phổi hiếm. Cho đến thời điểm này thì cái việc hiểu biết của cái bệnh phổi này nó cũng chưa được nhiều. Và ở Bệnh viện Phổi Trung ương chúng tôi thì những bệnh như này thì đã xếp vào một cái trung tâm gọi là trung tâm bệnh phổi hiếm. Thế thì tôi sẽ vừa trình bày ca lâm sàng cũng như vừa trình bày khái niệm cũng như là các cái chẩn đoán phân biệt hoặc là bàn luận luôn. Nhưng tôi không trình bày ca lâm sàng sau thì mới bàn luận thì như thế nó sẽ khó hiểu cho các quý vị đại biểu cũng như cũng khó cho cái việc trình bày của tôi. Thế thì bệnh mô bào Langerhans hay còn gọi là bệnh mô bào X. Chúng ta trước đây thì cái mô bào này chúng ta không phân biệt được, chúng ta rất khó đánh giá và người ta xếp vào là gì? Mô bào X. Thì bây giờ sau này thì Langerhans tìm ra gọi là bệnh mô bào Langerhans, đây là bệnh hiếm gặp và tỷ lệ thì đối với những người dưới 15 tuổi tỷ lệ khoảng 0,7 đến 4 trên 1 triệu trẻ và đối với người lớn thì tỷ lệ khoảng 1 đến 2 phần trăm trên 1 triệu người. Và bệnh có thể biểu hiện rất là nhiều cơ quan khác nhau. Trong đó thì biểu hiện về phổi là khá là quan trọng vì cái nguy cơ của nó có thể dẫn đến cái tỷ lệ tử vong rất là nhanh. Đây là một dạng của bệnh phổi kẽ. Đấy, trong bệnh phổi kẽ thì chắc chúng ta cũng đã từng tìm hiểu và chúng ta biết tổ chức kẽ thì có hai cái kiểu biểu hiện trên các lớp vi tính, đó là kiểu biểu hiện tăng tỷ trọng và một kiểu thứ hai là kiểu biểu hiện giảm tỷ trọng. Thế thì tăng tỷ trọng thì hầu hết chúng ta đều nhìn thấy rất trễ. Tuy nhiên giảm tỷ trọng thì chúng ta nhiều khi chúng ta lại nhầm. Đấy. Thế thì biểu hiện của đây của bệnh phổi Langerhans đấy là biểu hiện là giảm tỷ trọng trong bệnh phổi kẽ. Và cắt lớp vi tính độ phân giải cao là cái phương pháp tốt nhất để cho phép chẩn đoán cái bệnh lý này. Và dấu hiệu đó là gì ạ? Dấu hiệu bệnh lý là sự tích tụ của tế bào Langerhans ở thành thành các cái đường dẫn khí nhỏ dẫn đến hình thành các cái tổn thương viêm ở cái thành này tạo ra các cái nốt mờ hoặc là gì hoặc là sự phá hủy trong cái thành đấy tạo thành các cái kén khí và chúng ta rất dễ nhầm với các cái bệnh lý liên quan đến giãn phế nang đặc biệt là COPD. Chúng ta thấy đây là một cái phim mà tôi chụp từ bệnh nhân mà nghiên cứu thì chúng ta thấy đây các cái hình ảnh chủ yếu là hình ảnh giảm tỷ trọng giống như hình của giãn phế nang nhưng thực ra đây là tổn thương ở trong cái thành đường dẫn khí tức là tổn thương ở mô kẽ và bệnh này thì thường liên quan đến những người có hút thuốc lá và chủ yếu là gặp ở lứa tuổi trẻ khoảng từ 26 đến 40 tuổi. Đấy. Trẻ em và người già có thể gặp, tuy nhiên thì tỷ lệ ít hơn rất là nhiều và không có một cái sự khác biệt nào giữa nam và nữ. Khi bệnh tiến triển thì ban đầu thì đấy là những cái kén khí nhỏ hoặc những cái nốt mờ nhỏ, nhưng càng về sau, những cái giai đoạn muộn thì các cái kén khí này bắt đầu rộng ra, phá vỡ nhiều hơn và tạo thành những cái hình ảnh chúng ta không định nghĩa được. Thì tiếng Anh nó gọi là bizarre shape tức là hình ảnh kỳ quái. Đấy. Thế thì cái này nó khác với lại cái COPD hoặc là các cái bệnh lý liên quan đến các kén khí phổi mà xuất phát từ phế nang hoặc là phế quản. Và bệnh này thì có thể có các cái biến chứng và biến chứng chúng ta hay gặp nhất đấy là tràn khí màng phổi tái phát nhiều lần. Đấy. Hoặc là gì có tăng áp lực động mạch phổi có thể là tăng khá là nặng trên 70 mm thủy ngân. Tôi đi từng ca bệnh một, ca đầu tiên đấy là bệnh nhân nam 42 tuổi cũng giống với Ivan tức là khoảng từ 26 đến 40 tuổi. Đây là bệnh nhân 42 tuổi quê ở Nghệ An và bệnh nhân này cũng có tiền sử hút thuốc lào từ năm 20 tuổi. Và bệnh nhân này thì đã được chẩn đoán là viêm phổi tái diễn rất là nhiều lần. Cách ngày vào viện 3 năm thì bệnh nhân lại được chẩn đoán lại là COPD và đợt cấp. Sau đó thì đã điều trị nhiều đợt nhưng mà không được.
Tất nhiên các đợt này cũng diễn ra rất là nhanh và ngắn thôi, chứ không để kéo dài rất nhiều năm đâu ạ. Và khi bệnh nhân vào viện vào ngày 13 tháng 2 năm 2023 thì lý do đó đã khá là nặng nề rồi, đó là bệnh nhân khó thở, rất là nặng, mệt mỏi và sốt nhẹ. Khám lúc vào viện, bệnh nhân có nhịp thở 34 lần một phút, nhịp tim 120 chu kỳ, SpO2 lúc ấy tự thở là 90%. Bệnh nhân có ho khạc đờm và nghe phổi có một dấu hiệu điển hình của bệnh phổi kẽ, đó là ran nổ và tập trung nhiều hai đáy. Đó là dấu hiệu điển hình. Các cái xét nghiệm về sinh hóa cũng như công thức máu thì cơ bản không có thay đổi gì nhiều. Tuy nhiên các cái test liên quan đến chức năng hô hấp thì giảm, đặc biệt đó là rối loạn thông khí ở mức độ nặng hoặc là các cái test phục hồi phế quản, test đi bộ đều có cái test phục hồi phế quản thì gần như là không có, âm tính. Và bệnh nhân đi bộ 6 phút thì chỉ được 21,7% thôi, còn các cái loại xét nghiệm khác thì hầu như là không thay đổi. Khi bệnh nhân vào thì đấy, chúng ta thấy đầu tiên là cái phim X-quang là cái phim đầu tiên, thì chúng ta thấy là có cái hình ảnh của tăng thể tích lồng ngực. Đấy, nếu các anh các chị mà đã quan tâm đến X-quang, chúng ta đọc chúng ta biết rồi. Đấy. Và đến phim chụp cắt lớp vi tính thì bệnh nhân thấy có rất là nhiều các cái kén khí và lan tỏa khắp cả hai tường phổi. Những cái kén khí này dần dần đấy, theo cái theo dõi của chúng tôi theo sau 6 tuần sau thì nó giãn rất là nhiều và nó biến đổi, đứt gãy giữa các cái đường liên tục và nó tạo thành những cái hình ảnh rất là kỳ quái. Đấy. Thế thì bệnh nhân này được sinh thiết, ở đây chúng ta không sinh thiết lõi, bởi chúng ta nếu sinh thiết lõi sẽ gây tràn khí màng phổi rất là nhiều. Và đây thì sinh thiết, ở chỗ chúng tôi là sinh thiết phổi mờ, cắt một mảnh phổi. Và khi bệnh nhân được sinh thiết xong thì đọc giải phẫu bệnh, đấy là cái sự hiện diện của tế bào Langerhans. Đây, chúng tôi chỉ trên hình ảnh của giải phẫu bệnh là đấy ở mũi tiên xanh. Đấy. Và những cái ca bệnh tiếp theo thì đều có dấu hiệu tương đồng như vậy. Đấy, đều cũng khó thở và các cái xét nghiệm về phục hồi phế quản cũng như các cái rối loạn về chức năng hô hấp khá giống nhau, giống như Ivan. Tuổi của bệnh nhân cũng trong cái tuổi độ tuổi từ 26 đến 40 tuổi. Bệnh nhân này thì cũng được chụp X-quang và soi phế quản thì cũng thấy đó là gì? Đấy, bệnh nhân có cái tăng thể tích lồng ngực và có các cái bóng khí trên phim X-quang. Ngoài ra bệnh nhân này có tràn khí màng phổi. Đây là một trường hợp đã bị tràn khí màng phổi rồi. Đấy, chúng ta nhìn thấy trên cắt lớp vi tính thì rõ hơn, rất nhiều các cái kén khí lan tỏa và bệnh nhân có tràn khí van phổi và tràn khí ở dưới da. Bệnh nhân này thì cũng được nghi ngờ là bệnh phổi Langerhans và được sinh thiết bằng phổi mờ. Sau khi sinh thiết xong thì cũng thấy sự hiện diện của các tế bào Langerhans trong thành phế quản. Bệnh nhân thứ ba thì 26 tuổi cũng tiền sử hút thuốc lá và các cái dấu hiệu lâm sàng cũng tương tự như hai trường hợp đầu. Và chúng tôi đã có kinh nghiệm rồi và chúng tôi tiến hành là chụp cắt lớp vi tính phân giải cao ngay cũng như là tiến hành sinh thiết phổi sớm cho người bệnh. Thì khi mà sinh thiết phổi mở sớm thì cũng thấy cái sự hiện diện của tế bào Langerhans và cũng được chẩn đoán là bệnh phổi mô bào Langerhans. Thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ? Tức là khi chúng ta thấy nghi ngờ thì chúng ta có thể là tiến hành nghĩ đến bệnh phổi Langerhans. Chúng ta cố gắng phân biệt với lại tổn thương đặc biệt COPD hoặc các cái kén khí lan tỏa phổi. Vì bệnh phổi kẽ là một cái bệnh có thể tiến triển rất là nhanh và dẫn đến suy hô hấp, làm giảm cái chức năng của phổi rất là nhanh và làm giảm cái thời gian sống của người bệnh. Tức là có những trường hợp có thể là trong vòng 2 cho đến 6 năm thì bệnh nhân có thể tử vong. Và khi chúng ta nghi ngờ đấy, thì chúng ta có thể theo dõi người bệnh bằng cách chụp cắt lớp vi tính lại sau quá trình khoảng 2 cho đến 3 tháng chúng ta kiểm tra lại. Nếu tiến triển nhanh hơn nhiều so với là bệnh COPD thì chúng ta có thể là hướng đến để chúng ta sinh thiết mở phổi mở cho người bệnh để chúng ta chẩn đoán. Thế thì việc điều trị của bệnh này thì sẽ bao gồm là
điều trị triệu chứng, tức là thở oxy và hướng dẫn bệnh nhân cai thuốc lá. Đấy là cái điều đầu tiên. Và cai thuốc lá thì người ta thấy rằng là có khả năng làm giảm triệu chứng trên lâm sàng, cũng như làm cho các cái sự tiến triển trên phim X quang chậm lại. Và sau đó thì đã, chúng ta sẽ dùng corticoid để điều trị, kiểm soát tình hình, cũng như là nếu tổn thương ở đa cơ quan thì chúng ta có thể là phải dùng đến hóa trị. Và cuối cùng, nếu suy hô hấp nặng thì là ghép phổi. Thì rất may, ba cái trường hợp mà tôi báo cáo ở đây thì được chẩn đoán sớm ở Bệnh viện Phổi Trung ương, do đó là bệnh nhân được điều trị nội khoa và đều có kết quả tốt. Bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị đại biểu.